Xin chào các bạn, đây là một chiếc ắc quy của xe máy. Thì các bạn thấy là với cái ắc quy này còn khá mới, các bạn thấy là cực còn khá mới luôn. Tuy nhiên cái ắc quy này đã bị chết, đã bị chai rồi. Đây mình sẽ đo cho các bạn này, điện áp là hai đầu này. Đấy, điện áp hai đầu nó chỉ có khoảng 2,1V, sạc cũng không sạc được nhá các bạn nhá. Mình cắm hai cái sạc này vào. Đấy. Các bạn thấy này, cái bộ sạc một lúc nó sẽ báo full là coi như là không sạc nữa. Và kể cả như chúng ta có nẹt lửa hai đầu cũng không hề có điện ra. Đấy. Như vậy cái quy này là đã bị chai, bị chết. Các bạn đừng vội vứt cái quy này đi nhé. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách phục hồi cái quy này lại để có thể tái sử dụng được mà các bạn không phải mất vài trăm ngàn mua một cái bình ắc quy mới. Chúng ta cùng bắt đầu video. Ok, để phục hồi cái ắc quy thì các bạn cần những cái dụng cụ sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần có một cái bát nước. Và cái bát nước này các bạn cố gắng dùng cái nước tinh khiết các bạn nhé. Thì nước tinh khiết thì các bạn có thể là ra các cái cửa hàng, các bạn mua ở các cái cửa hàng thuốc ấy là bán cho cái chai nước tinh khiết, hoặc các bạn có thể sử dụng các cái nước ở các cái máy lọc nước ở gia đình cũng được. Và tốt nhất là nên sử dụng các cái nước ở cái đầu ra của cái bình chứa máy lọc nước, bởi vì nếu như cái đầu ra của cái vòi nước thì nó đã qua các cái lõi lọc, nó bổ sung khoáng chất rồi thì nó không tốt. Thứ hai, nó là một cái xi lanh để chúng ta tiêm vào cái bình này. Thứ ba, đấy, đây chính là các cái dung dịch axit. Đấy, các bạn có thể mua các cái dung dịch này ở các cái cửa hàng Honda, hoặc là các bạn có thể là mua trên Shopee. Với một cái bình như này nó khoảng 2-3 ngàn một cái bình thì thôi, rất rẻ. Và thứ tư thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái bộ sạc rồi. Các bạn có thể sử dụng cái bộ sạc phóc xua này cũng được, hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái bộ sạc tự chế bằng các cái biến áp tại nhà cũng được nhé. Với những cái bình ắc quy mà nó có cái nắp đậy kín như thế này thì các bạn sẽ cần dùng một cái dao, các bạn sẽ bậy cái này ra. Thì đây là những cái bình ắc quy dạng khô của xe máy, thì các bạn cứ dùng cái dao các bạn đập đập bậy nó ra là được thôi. Rồi sau khi mà các bạn bật được cái nắp này ra thì chúng ta sẽ mở các cái nắp cao su đây. Đây là cái nắp cao su mà nó bịt lại cái lỗ này, đây là chính là các cái lỗ để chúng ta sẽ châm axit các cái dung dịch vào các cái lỗ như này. Rồi sau đó các bạn sẽ đổ ngược đây, vẩy vẩy đi xem là nó còn cái dung dịch axit không để nó thoát hết nó ra. Thì rõ ràng là các bạn thấy là cái ắc quy này đang bị khô rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng nước để chúng ta sẽ bơm đầy vào trong các cái ngăn của cái bình ắc quy này các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng cái nước tinh khiết các bạn nhé. Tại sao chúng ta lại phải dùng cái nước tinh khiết? Bởi vì sao? Bởi vì cái nước tinh khiết nó sẽ không có các cái hóa chất, các cái tạp chất ở trong nước, dẫn đến nó không có cái phản ứng hóa học ở bên trong trong cái quá trình mà chúng ta phục hồi. Bởi vì nếu mà nó có các phản ứng hóa học ấy thì có thể nó sẽ làm hỏng các cái điện cực ở bên trong ắc quy. Chúng ta sẽ bơm đầy cái nước vào trong tất cả các cái ngăn của cái bình ắc quy các bạn nhé. Các bạn sẽ mua một cái xi lanh nhỏ nhỏ như này, các bạn bơm thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Rồi bước tiếp sau, sau khi mà chúng ta đã châm đầy nước cất vào trong cái bình ắc quy này rồi thì chúng ta sẽ sạc, và chúng ta sẽ cặp đúng cực chúng ta sạc nhé. Và chúng ta nên sạc với cái dòng nó nhỏ thôi. Đấy. Và các bạn sẽ sạc với cái thời gian nó khoảng 8 cho tới 10 tiếng. Sạc lâu hơn cũng được không sao, nhưng mà trong quá trình sạc các bạn lưu ý để ý về cái nhiệt độ xung quanh xem nó có nóng quá hay không. Rồi sau khi mà các bạn đã nạp đầy cái bình này rồi, nếu như mà các bạn có những cái thiết bị nạp chuyên dụng mà nó báo đầy hoặc là nó báo dòng nó bắt đầu nó về bằng không thì là chứng tỏ là ắc quy đã đầy rồi. Thì mình lưu ý với các bạn này, khi mà cái ắc quy nó chết và bắt đầu mình phục hồi ấy thì cái việc nạp vào ấy, lúc đầu ấy là dòng gần như là bằng không, bắt đầu nó lên từ từ, lên từ từ. Do đó nếu như mà các bạn dùng các cái bộ nạp chuyên dụng như này thì nhiều khi nó sẽ không nạp được nhé. Đối với các trường hợp như này thì các bạn nên dùng các cái bộ nạp mà bằng cái biến thế như này. Các bạn dùng một cái biến thế, các bạn sẽ lấy một cái con diode, xong các bạn sẽ lấy cái điện áp khoảng 15 cho tới 18V, bạn lấy điện áp 15V thôi. Đấy, các bạn đấu qua cái con diode và các bạn sẽ nạp vào các quy này. Thì lúc này cái nạp bằng cái biến thế này thì điện nó lúc nào nó cũng xuất ra. Còn đối với cái bộ nạp mà chuẩn như thế này thì cái ắc quy của nó phải ăn điện, thì lúc đấy bộ nạp nó mới kích hoạt được nhá. Đấy, trường hợp mà nó không kích hoạt được thì bắt buộc các bạn sẽ dùng cái bộ nạp mà dòng ra liên tục như này. Đây là sau khi mà đã nạp đầy nhá, thì mình sẽ đo cho các bạn này. Các bạn thấy không? Điện áp là 13,3V nhé. Và bây giờ mình sẽ thử cái bóng đèn này luôn này. Các bạn sẽ thấy này.
Còn này chưa, bóng đèn này sáng luôn nhé. Bước tiếp theo là các bạn sẽ phải xả hết điện trong cái ACQUI này đi. Các bạn có thể dùng một cái bóng điện, các bạn xả cứ cắm như này, xả xả cho tới khi nó còn khoảng 90V nhé. 90V thì các bạn dừng lại. Đấy, các bạn dừng lại. Rồi bây giờ mình sẽ xả cho nó bớt cái điện ACQUI này đi. Rồi, mình cũng đã xả được một lúc rồi. Bây giờ mình sẽ test xem điện áp nó còn bao nhiêu. Đây, các bạn nhìn thấy là còn 9,2V này. Đấy, đến cái mức này là các bạn có thể dừng lại được rồi. Thì cái bước tiếp theo, các bạn sẽ phải đổ hết các cái dung dịch nước mà mình đã bơm lúc đầu từ cái bình ACQUI này, chúng ta đã đổ hết đi nha các bạn nhé. Lấy một cái chậu, các bạn úp ngược nó lại. Đấy, để cho các cái nước nó ra hết đi, xong các bạn vẩy vẩy này để cho cái dung dịch nó ra hết nó đi. Đấy, các bạn úp này để trong khoảng 1-2 tiếng, hay là các bạn làm sao được để cho cái dung dịch nước mà mình đã bơm lúc đầu mình xả hết nó ra nhé. Rồi, sau khi mà các bạn đã đổ hết cái nước cất mà các bạn đã châm trước đấy vào trong cái bình ACQUI này rồi, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng axit. Và cái axit này các bạn sẽ mua ở các cái cửa hàng bán cái đồ phụ tùng xe máy là nó đều có hết. Các bạn sẽ sử dụng một cái cốc hay một cái ca, chúng ta đổ axit này vào này. Và các bạn sẽ sử dụng một cái bơm. Các bạn sẽ hút axit để chúng ta sẽ bơm vào tất cả các cái ngăn của cái bình ACQUI các bạn nhé. Các bạn cứ bơm nó đầy là được rồi, không cần phải bơm nó nhiều quá. Và các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta bơm axit chúng ta cần phải cẩn thận nhé, không nó bắn vào mắt hoặc là vào tay. Đấy, và nhất là bắn vào mắt là rất chi là nguy hiểm luôn. Nên là các bạn nên đeo kính vào khi mà chúng ta thao tác bơm axit vào cái bình ACQUI. Sau khi mà các bạn đã đổ đầy axit vào tất cả các cái ngăn của cái bình ACQUI này, thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là sạc đầy cái bình này các bạn nhé. Các bạn sẽ sạc đầy cái bình này cho mình. Đây, mình cắm sạc vào. Đấy, đây là sạc đang chạy đấy các bạn nhé. Nếu như mà các bạn có cái bộ sạc mà nó khống chế được dòng thì tốt nhất thì các bạn sạc với cái dòng nó nhỏ nhỏ thôi. Đây, cái sạc này của mình nó không có cái chức năng khống chế dòng, nó đang chạy với cái dòng 5,8A, cũng khá lớn ấy. Thì khi mà sạc ấy thì khả năng là những cái này nó bị đẩy, nó trào cái axit ra, thì các bạn cứ kệ nó thôi. Đó, nó chảy ra thì các bạn sẽ lấy cái giấy các bạn thấm đi, và những cái nắp này các bạn có thể mở ra này, để cho tránh trường hợp nó bắn nó bật đi mất của mình, là lúc sau mình không có cái mình nắp lại đâu. Ok, nó đã sạc đầy rồi. Các bạn nhìn thấy là cái bộ sạc nó đã báo full rồi. Mình sẽ bỏ nó ra. Rồi, chúng ta sẽ đo xem là điện áp bao nhiêu các bạn nhé. Thì các bạn thấy là điện áp đang là 13,5V. Rồi, thì bây giờ cái bước tiếp theo là các bạn sẽ mang cái bình ACQUI này đi, để chúng ta sẽ xả hết điện đi các bạn nhé. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái bộ tải giá đây. Mình sẽ dùng cái bộ tải giá này để mình xả hết cái điện ở trong cái ACQUI này đi. Chúng ta sẽ cắm vào. Và đây mình sẽ cài đặt cái bộ tải giá là ở cái mức 8V các bạn nhé. Tức là khi mà ACQUI nó xuống ở cái mức 8V thì nó sẽ tự ngắt. Và chúng ta sẽ xem cái dung lượng của ACQUI mà nó xả xuống 8V nó là bao nhiêu miliampere nhé. Rồi, bắt đầu mình sẽ bắt đầu. Và đang xả với cái dòng là 1A này. Mình sẽ tăng cái dòng nó lên 3A đi. Đây là đang xả với cái dòng 3A các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tăng cái dòng xả nó lên. Xem nào. 10A. Đây các bạn nhìn thấy không? Tăng lên 10A nhưng mà điện áp nó cũng không bị sụt nhiều các bạn nhé. Nó vẫn không sụt nhiều. Nó từ 12V xuống khoảng 11,38V. Như vậy là ACQUI chúng ta đã phục hồi cũng khá ok đấy. Nếu như mà cái cũ thì khi mà chúng ta tăng cái dòng khá lớn như này, 10A mà xả như này là điện áp đã tụt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cứ để như thế này với cái dòng xả 10A, và chúng ta sẽ chờ xem sau một khoảng thời gian thì cái dung lượng của cái ACQUI sau khi phục hồi nó được bao nhiêu. Ok, sau một thời gian xả thì nó đã báo hoàn thành, chắc là điện áp đã dưới 8V rồi. Đây, các bạn thấy không? Điện tác khi mà nó ngắt cái bộ tải giả này thì nó sẽ hồi về cái điện áp. Thì hiện tại điện áp đang là 10V này. Thì các bạn nhìn thấy là cái dung lượng mà nó xả được trong thời gian vừa rồi là 2351 mAh.
tức là tương đương với 2,3 ampere giờ. Như vậy là chứng tỏ là cái dung lượng của ắc quy này cũng đã phục hồi được khá nhiều rồi. Đây các bạn có thể thấy ở đây trên thân ắc quy nó sẽ ghi là 12V 3,5 A giờ. Đây là cái dung lượng của nó nhé. Mà cái dung lượng lúc nãy mình xả được nó rơi vào khoảng 2,3 A giờ. Đấy là mình đang xả với cái dòng khá lớn nhé, dòng 10A đấy, chứ còn nếu mà bình thường như cái này thì chỉ cần xả với cái dòng 3,5A thôi hoặc là 3A thôi, chứ chúng ta đang xả với cái dòng quá sức của cái ắc quy này. Rồi sau khi mà chúng ta đã xả xong hết cái điện mà chúng ta đã nạp ở đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nạp đầy lại và chúng ta sẽ sử dụng bình thường. Thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái cách khôi phục lại cái ắc quy cũ hỏng bị chai và làm cho nó hoạt động lại gần như là mới. Các bạn cứ làm theo đúng các cái bước như vậy thì đảm bảo với các bạn là ắc quy nó sẽ khôi phục được ngay. Nhưng mà mình lưu ý với các bạn là với cái ắc quy nào mà nó đã bị gãy hoặc là rụng các cái điện cực ở bên trong rồi ấy thì các bạn không thể khôi phục lại được đâu nhá. Cái đối với ắc quy đấy thì các bạn chỉ có bỏ đi thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.